Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube Yogi Mom. Mình là Thương. Và nếu một buổi sáng bạn thức dậy, bạn cảm thấy nhức mỏi ở vai, ở lưng, hoặc là sau một cái ngày làm việc mà bạn thấy đau lưng, đau vai vì ngồi còng về phía trước quá nhiều, hoặc là bạn là một bà mẹ bỉm sữa đang cho con bú hoặc đang chăm con mà thấy đau mỏi vai hoặc lưng quá, thì hãy tập bài này, chạy thảm tập bài này cùng với Thương nha. Một bài tập rất ngắn, phù hợp cho tất cả mọi người, mọi level luôn. Sẽ có khá là nhiều các cái động tác giúp cho phần vai, phần lồng ngực mở rộng, kéo dài, kéo giãn cột sống lưng của mình, đồng thời giãn hai bên lườn, giúp cho cái phần lưng, vai, thân trên của mình thư giãn thoải mái hơn. Nào, chạy thảm ra và bắt đầu bài tập hôm nay thôi. Ngồi lên giữa thảm thoải mái, chân vai hông của mình, hai tay mình buông lỏng đặt lên gối, hít thở một chút. Mình thường bắt đầu bài tập với một cái sự liên kết với hơi thở, với tâm trí của mình, để mình thực sự là tập trung vào cái tấm thảm, không suy nghĩ gì hết, không liên quan tới sửa công việc gì nữa hết ha. Mình dành 30 phút cho bản thân mình thôi. Nào, hãy nhắm mắt, buông lỏng hai tay lên gối và nhắm mắt lại. Tập thói quen, mỗi khi mình nhắm mắt, mình đi vào bên trong ý thức của mình, trong hơi thở của mình. Nào, hãy tập trung vào vùng lồng ngực. Cảm nhận cái sự di chuyển nhịp nhàng của lồng ngực nâng lên, rồi lồng ngực hạ xuống. Đem cái cảm giác vào lồng ngực giúp cho cái tâm trí mình thư giãn và dễ chịu nhanh hơn, hòa vào sự yên tĩnh nhanh hơn. Sau đó mình buông lỏng gương mặt ra nào. Quan sát hơi thở nâng lên, lồng ngực nâng lên khi hít vào, hạ xuống khi thở ra. Mình tập trung vào cái thời khắc hiện tại, lúc mà mình đang ngồi ngay trên giữa tấm thảm yoga của mình và đang hít thở những nhịp sâu dài. Thứ xung quanh mình bắt đầu tĩnh lặng hơn, và cả bên trong mình cũng bắt đầu yên tĩnh dần lại. Mình không còn suy nghĩ về công việc, về bỉm sữa, về những thứ khác nữa. Mình tập trung vào cái nhịp thở lên xuống của mình thôi. Một hơi thở nữa nào, hãy hít vào sâu. Và khi thở dài hết ra, mình mở mắt ra trở lại. Nào, úp hai bàn tay lên gối và giữ cái mông của mình vị trí vững chắc. Mình sẽ xoay cái lưng mình xung quanh cái trục mông của mình. Nào, rướn về hướng bên phải, rạp về phía trước. Xoay qua trái, đổ về sau. Và mình xoay nhẹ như vậy. Không đưa nhịp nhàng nha. Vòng thứ ba. Vòng thứ tư. Vòng thứ năm nào. Sau đó mình sẽ xoay 5 vòng theo hướng ngược lại.
Và sau khi kết thúc 5 vòng, mình về dựa và quạt ngang hai tay. Nào hít vào vươn nhìn lên. Kéo cằm mình ngẩng mặt nhìn thấy hai lòng bàn tay chắp. Thở ra hạ hai tay chắp về trước ngực, hạ cằm xuống nhẹ nhàng nhìn theo lòng bàn tay. Và lặp lại một vài lần. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục nào, hít vào. Thở ra. Và nhịp cuối cùng. Hít vào. Mình thở ra. Sau đó chống tay về trước, chống đầu gối, mình ngồi lên gót chân. Hai đầu gối mình khép lại và hai gót chân khép, mình ngồi mông chạm về phía sau. Từ vị trí này hít vào, vươn hai tay chỉ lên, sau đó bứng cái mông mình ngồi về hướng bên phải của mình này, ngồi qua. Thở ra nghiêng về bên trái, chạm nhẹ tay phải trái xuống này, buông lỏng vai trái ra và duỗi cái lưng bên phải của mình. Nào nhìn check về hướng bên phải của mình. Nhìn vào dưới cái nách, sau đó nhìn check lên trời. Nào dừng lại ở đây. Một hơi thở nữa nào. Rồi mình vươn tay lên trời trở lại, hít vào. Bứng mông ngồi lên, gót chân của mình trở lại. Thở ra mình đổi bên, ngồi về hướng bên trái. Sau đó đáp tay phải của mình, chạm nhẹ và duỗi cánh tay bên trái. Nhìn check về hướng bên trái của mình. Và hít vào, mình lại vươn cả hai tay lên trời, ngồi lên gót chân. Thở ra từ từ đưa hai tay về sau lưng của mình lồng lại. Xoay bên này cho mọi người nhìn thấy. Cánh tay đan chắc vào, sau đó ưỡn bụng về trước, ưỡn ngực về trước và ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra cánh tay sâu về sau mình cúi xuống và chạm trán của mình xuống sàn. Tay đánh cao lên. Mình lặp lại 5 lần như vậy nha. Nào tay đánh chắc này. Hít vào nâng lên. Ưỡn ngực. Thở ra cuộn người chạm trán xuống. Hít vào nâng lên. Ưỡn ngực. Thở ra. Hai nhịp nữa nào, hít vào. Lên. Thở ra cúi về trước. Và nhịp cuối cùng. Hít vào lên. Rồi thở ra. Cúi xuống. Và lên lại, hít vào. Thở ra mình gỡ hai tay chắp về trước ngực của mình. Nhắm mắt. Hít một hơi sâu và thở ra dài. Sau đó mở mắt và mình duỗi hai chân đạp về phía trước này. Hai chân mở ra một chút và ngồi mông mình hạ xuống sàn. Mình giữ chân trái cố định, mình gác cái chân phải lên theo hướng giống như là số 4 đó, gác ngang cái đầu gối thôi. Hai tay mình chống về sau, xoay cái mũi tay vào mông. Sau khi xoay được rồi, kéo cái chân trái vào sát người một chút xíu và nhấc cái mông phải lên, nhấc cái mông lên và hạ xuống sàn để tìm được vị trí vững chắc ha. Nào bước đầu tiên là bẫy cái đầu gối, đừng kéo cái đầu gối bên phải vô người mà mình bẫy ra này. Bước thứ hai là bám tay và mình ưỡn cái lồng ngực của mình lên. Rồi thì được cái lồng ngực ưỡn cái đầu gối vậy ha. Và mình nhắm mắt, giữ ở đây. Tư thế này bẫy lại cho trả lại cái tư thế mà mình ngồi làm việc cong về phía trước á. Thở dài nào.
Sau đó từ từ gỡ chân ra. Và mình đổi chân, thẳng lưng, gác chân bên trái của mình ngang lên, chống hai tay về sau, kéo chân phải vào, bẫy đầu gối trái. Và mình ưỡn ngực lên. Sau khi được rồi, hãy nhắm mắt lại. Và nhẹ nhàng thở ra, gỡ hai chân ra. Với hai cái chân mở rộng, hai tay giữ cố định, mình sẽ nhấc mông lên khỏi sàn. Nào, nhìn lên, hạ mông xuống. Nhịp thứ hai, hít vào nhìn lên, hạ mông xuống. Nào, ba, hạ xuống. Bốn, hạ xuống. Và nhịp cuối cùng, nhấc lên, giữ lại một chút xíu, xiết cái vùng bụng, nhấc vùng bụng mình cao một chút. 5 4 3 2. Và hạ mông chạm xuống sàn, duỗi hai chân, thắt chân của mình thẳng về trước, quạt hai tay vươn lên trời, hai chân mở rộng bằng với hông ha, vặn về hướng bên phải của mình này, hai tay chống về sau, xoay nhẹ vùng lưng, xoay nhẹ, xoay nhìn về phía sau. Mình có thể dựa ở đây, mình có thể cúi sâu xuống sàn, cách nào mình cảm thấy thoải mái thì được ha. Quay về dựa, vươn hai tay lên trời, rướn lên, vặn về bên trái của mình ha, chống tay trái, chống tay phải xoắn về sau, có thể cúi sâu hơn nếu muốn. Một vòng như vậy nữa ha. Vươn hai tay, hít vào, xoay về phải vặn. Vươn hai tay, hít vào, rướn lên. Và xoay về trái vặn qua. Sau đó vươn hai tay, hít vào, rướn lên. Mình đổ về phía trước nào. Rướn về phía trước và bắt lấy bàn chân này. Tay phải nằm chân phải, tay trái nằm chân trái. Cúi xuống nhẹ nhàng. Đừng cong lưng mà hãy ưỡn về trước và rạp xuống theo khả năng của mình. Mình muốn vào được vị trí nào thì mình giữ ở vị trí đó. Sau đó ngẩng mặt lên trở lại và vươn hai tay lên trời. Nâng lên. Hai tay chắp hạ về trước lồng ngực của mình. Thở ra. Và mình chống tay đứng lên đầu gối của mình. Lùi cái đầu gối về phía cuối thảm. Nào, mở hai đầu gối rộng bằng hông, mu bàn chân úp, đứng lên gối và hai tay chống lên hông. Mở lồng ngực, mình nhìn về phía trước. Quạt dọc hai tay lên ha. Nào, ưỡn cái vùng ngực, mở vai, nhìn lên một chút theo hai tay, hít vào. Cúi nhẹ về trước này, chu mông về phía sau, duỗi tay ra cho tới khi tay mình chạm sàn. Vươn vai về trước, sau đó ổng vùng lưng, hạ ngực, hạ cằm. Trườn vào tư thế rắn hổ mang ha, dùng lực bàn tay cuốn về trước, cuốn lên rắn hổ mang, cuộn vùng cổ lại. Khép mũi chân, ngồi về sau, ngồi lên gót chân. Và mình sẽ lặp lại như vậy ha. Từ vị trí ngồi, mình duỗi hai tay lên này, mở hai cái gót chân, rướn người vươn lên, hít. Cúi về phía trước, chạm tay xuống sàn, thở ra, đáp ngực cằm. Hít vào, uốn lưng, rắn hổ mang. Lùi về sau, chạm gót chân, ngồi lên lại. Tiếp tục hít vào lên, vươn tay mở ngực. Thở ra, đổ về phía trước, hạ ngực cằm. Hít vào, vươn lên, rắn hổ mang. Thở ra, lùi về sau, ngồi lên gót chân. Một vòng cuối cùng nào, hít vào, vươn lên, vươn người. Thở ra, duỗi về trước, chạm tay, hạ ngực, hạ cằm.
cuộn lưng hy vọng, rũn lưng vươn vai, ngồi trở lại trên gót chân, thở dài, lắng nghe hơi thở một chút, mình hít vào dài, mình thở ra một nhịp nữa nào, hít vào thật sâu và thở dài. Mình chống tay và đứng lên đầu thảm của mình. Nào, mình đứng lên đầu thảm với hai chân mở rộng bằng người hông. Đưa hai tay đan vào phía sau lưng của mình. Nắm chặt cái cánh tay lại ha. Từ phía này mình chu cái mông về sau nè. Sau đó đẩy mông về trước, hơi nhún cái cánh tay nhìn về một chút, ngẩng mặt lên, hít vào. Mình khuỵu gối, sau đó đánh tay và cúi nhẹ đầu xuống, cúi sâu, buông xuống, tay đánh cao, thở ra. Và lặp lại ha, hít vào, lên, đứng thẳng lên trước, ưỡn mông về trước, ưỡn ngược về cánh tay, thở ra, khuỵu gối cúi đầu, hít vào lên, thở ra xuống. Nhịp nữa nào. Hít vào lên và thở ra, khuỵu gối, cúi đầu, nắm tay, giữ một chút xíu ở đây. Sau đó mình gỡ hai tay chống vào bên trong hai bàn chân và mình rút chân bên phải của mình về phía cuối thảm và hạ đùi phải úp bàn chân phải xuống dưới sàn. Hai tay chống bên trong, mình ưỡn ngực lên như rắn hổ mang ha, nhìn vùng háng xuống, sau đó ưỡn ngực chống thẳng tay và nhìn lên. Rồi mình xoay mặt về bên trái, đặt tay trái lên gối và vặn nhẹ cái lưng về sau nào, mở ngửa cái lòng bàn chân bên trái ra luôn và xoay nhẹ nhìn vào cái mũi chân phải phía sau của mình. Rồi quay về trước trở lại, hạ tay vào bên trong, nhón mũi chân sau và mình vào tư thế chó úp mặt nè, hai tay chống, chân trái rút ra sau và duỗi lưng vào tư thế chó úp mặt, mình nhẹ ra nào. Hít thở dài. Rồi mình sẽ đổi bên, bước bàn chân phải ra ngoài bàn tay bên phải của mình, đùi sau hạ xuống, đầu gối sau hạ, chân sau úp duỗi ra, bàn tay bám nào, nhìn vùng háng, sau đó chống thẳng tay, ưỡn ngực nhìn lên. Rồi xoay mặt về bên phải, tay phải đặt lên gối, vặn người về sau này, đặt ngửa cái lòng bàn chân bên phải lên và xoay nhẹ nhìn vào gót chân bên trái phía sau của mình. Và quay về trước trở lại, rút vào tư thế chó úp mặt, bước về sau và duỗi lưng, lắc nhẹ nhàng lưng và vai, nhìn nhìn về phía sau. Mình nâng cái gót chân cao lên, đẩy vai vào sâu, khuỵu cả hai cái đầu gối và duỗi cái lưng mình, sống lưng của mình chĩa lên này, đẩy cái mông cao lên và cúi nhẹ cái đầu mình. Nào, bả vai của mình mở ra, mình có thể nhìn vào điểm giữa hai ngón chân cái, giữ lại một chút xíu. Và về lại tư thế chó úp mặt bình thường. Rút chân bên phải của mình đá lên trời. Và bước chân phải về giữa hai bàn tay phía trước của mình.
nghiêng gót chân trái ngang 90 độ, tay phải nắm cái cổ chân phải và duỗi thẳng cái đầu gối bên phải của mình. Nào xoay ngực, lật vai và duỗi thẳng tay trái lên trời. Từ vị trí vững chãi này, mình ép tay trái theo mang tay và mình xoay mặt nhìn vào lòng bàn tay trái của mình. Rồi xuống sàn trở lại chạm tay và rút về tư thế chó úp mặt, bước ra sau, nâng gót chân khuỵu gối và lại duỗi căng lưng của mình. Đừng đẩy mông xe ra ha, mà đẩy cao lên trời á mọi người. Sau đó về lại tư thế chó úp mặt bình thường, rút chân trái đá lên trời, bước về giữa hai bàn tay phía trước, tay trái nắm cổ chân trái, gót chân phải hạ xuống, thẳng gối trái và mình vươn tay phải duỗi lên. Sau đó kéo tay phải theo mang tay và xoay mặt nhìn theo ngón tay, lòng bàn tay phải của mình. Sau đó nhìn xuống sàn chạm tay, mình bước trở về sau tư thế chó úp mặt nào, duỗi lưng, hãy nâng gót chân và lại duỗi căng vùng lưng, chịu mông cao lên và nhẹ nhàng hạ hai đầu gối chạm sàn, mông ngồi lên gót chân và thẳng lưng lên, xoay nhẹ bả vai, mở lồng ngực, mình nhắm mắt lại, hít vào sâu, thở ra dài. Hai hơi thở nữa nào, hít vào thật sâu, thở ra dài. Và nhịp thở cuối cùng, hãy hít sâu vào, thở dài ra, và mở mắt ra trở lại. Đưa hai bàn chân của mình chạm vào nhau và nhịp nhẹ nhàng hai cái gối lên xuống. Vừa nhắm mắt vừa nhịp nhẹ nhàng hai gối. Nào, mở ngực, hít vào một hơi sâu, cúi nhẹ về phía trước, thở dài. Một nhịp như vậy nữa nào, thẳng lưng, mở ngực, hít vào một hơi dài, cúi nhẹ về phía trước và thở dài. Sau đó mình thẳng lưng và mở mắt ra. Mình có thể chèo chân, mở hai cái cành tay và nhắm mắt nghỉ một chút, hoặc là mình có thể kết thúc bài tập ở đây. Namaste, tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người trong bài tập của tuần sau nha. Bye bye mọi người.